Liên minh hải quan Belarus và Kazakhstan là một khu vực với tổng diện tích hơn 20 triệu km vuông, dân số khoảng 170 triệu người. Với tiềm năng phát triển kinh tế năng động, GDP của cả ba nước gộp lại đạt khoảng 2.000 tỷ đô la Mỹ và tổng giá trị thương mại đạt khoảng 900 tỷ đô la Mỹ. Trữ lượng tài nguyên thiên nhiên phong phú. Với tổng trữ lượng dầu mỏ của ba nước gộp lại vào khoảng 90 tỷ thùng dầu, chiếm khoảng 17% xuất khẩu toàn thế giới. Khởi động đàm phán chính thức từ tháng 3 năm 2013 tại Hà Nội, Hiệp định Thương mại Tự do FTA giữa Việt Nam và Liên minh Hải quan Nga Belarus Kazakhstan sẽ kết thúc đàm phán vào cuối năm 2014. Hai bên nhất trí, phạm vi và lĩnh vực điều chỉnh của hiệp định sẽ bao gồm thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, đầu tư, các quy tắc hợp tác kinh tế và các vấn đề khác mà hai bên cùng quan tâm. Dựa trên nguyên tắc linh hoạt, vì các mục tiêu phát triển cân bằng giữa nhu cầu và lợi ích theo thông lệ quốc tế chung và quy định của WTO. Giữa hai đoàn đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam và Liên minh Hải quan đã kết thúc vòng đàm phán chính thức thứ 8 và cũng là vòng đàm phán chính thức cuối cùng của hiệp định này và đã ký kết cái tuyên bố chung về kết thúc đàm phán. Phần còn lại mang tính chất kỹ thuật sẽ được hai bên nỗ lực tích cực để trong đầu năm 2015 có thể ký kết chính thức. Và tôi có thể khẳng định rằng nếu như hiệp định được ký kết chính thức thì chắc chắn sẽ là một cái công cụ hết sức thuận lợi để thúc đẩy cái xuất khẩu của Việt Nam một cách đáng kể sang thị trường của ba nước liên minh hải quan với số dân trên 170 triệu người và với cái thu nhập bình quân ở mức khá cao. Chúng tôi đã đạt được các thỏa thuận liên quan đến việc xuất nhập khẩu các hàng hóa cho hai nước và chúng tôi đã tạo những cái ưu tiên cho phía Việt Nam đối với liên quan đến hàng hóa của dệt may, giày điện tử và tất cả những cái hàng mà phía Việt Nam có thế mạnh. Và đây sẽ là giúp cho cái hàng hóa Việt Nam xâm nhập vào thị trường của Nga, các nước liên minh hải quan. Và cái hiệp định này là không chỉ bao gồm về việc thương mại hàng hóa mà cả bao gồm cả việc hợp tác đầu tư và các dịch vụ. Và đây là một hiệp định hoàn toàn là mới, thế hệ mới và đáp ứng tất cả các tiêu chí và điều kiện của các quy định của thế giới hiện nay. Đến thời điểm tháng 7 năm 2014, kim ngạch thương mại Việt-Nga đạt 1,52 tỷ đô la Mỹ so với tổng kim ngạch thương mại của hai nước còn khiêm tốn, chiếm khoảng 1% kim ngạch thương mại của Việt Nam và khoảng 0,25% của Nga. Tuy nhiên, xuất khẩu từ Việt Nam vào Nga tăng liên tục. Năm 2013 đạt trên 1,9 tỷ đô la Mỹ, tăng 13% so với năm 2010, chỉ đạt 830 triệu đô la Mỹ. Và từ năm 2011 trở lại đây, Việt Nam duy trì được thặng dư thương mại với Nga. Khi gia nhập WTO, Nga cam kết mở cửa thị trường dịch vụ với 11 lĩnh vực và 116 tiểu lĩnh vực dịch vụ, trong đó viễn thông xóa bỏ hạn chế tỷ lệ cổ phần nước ngoài ở mức 49% sau 3 năm gia nhập. Bảo hiểm, doanh nghiệp nước ngoài được mở chi nhánh sau 9 năm. Ngân hàng, nước ngoài được thành lập ngân hàng con, không hạn chế tỷ lệ cổ phần nước ngoài tại từng ngân hàng, nhưng tổng vốn đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực ngân hàng không quá 50%. Đặc biệt trong lĩnh vực phân phối, Nga cho phép doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài tham gia vào bán buôn, bán lẻ, nhượng quyền thương hiệu ngay sau khi gia nhập WTO. FTA giữa Việt Nam, Liên minh Hải quan Nga, Belarus, Kazakhstan được ký kết. Việt Nam sẽ khai thác thị trường Liên minh Hải quan và trở thành nước đầu tiên ngoài Singapore có FTA với khu vực này. Có lợi thế người đến đầu tiên, ít nhất 80% hàng hóa vào Nga sẽ được miễn thuế. Hàng tiêu dùng sẽ được hưởng lợi do Nga không tập trung nhiều vào các ngành công nghiệp này và hài hòa được các quy định về TBT, SPS, hải quan. Dự báo khi FTA được hình thành, xuất khẩu từ Việt Nam sang Liên bang Nga tăng 63%, sang Belarus tăng 41% và sang Kazakhstan là 8%. Ước tính, việc tạo ra khu vực thương mại tự do cho phép đến năm 2020, thương mại giữa ba nước của Liên minh Hải quan và Việt Nam được kỳ vọng vượt mức 10 tỷ đô la Mỹ. Đây sẽ là một trong những FTA tiềm năng đối với Việt Nam, bởi khu vực thị trường này từ trước tới nay vẫn tương đối đóng với hàng hóa của chúng ta. Nhưng quan trọng hơn cả là cơ cấu sản phẩm của cả hai khu vực này tương đối bổ sung cho nhau, nên một khi FTA được ký kết, chắc chắn sẽ thúc đẩy đáng kể cả kim ngạch xuất và nhập khẩu giữa hai bên.